cái linh hồn á lúc nào sẽ bám theo thân chum ấm á, ấm á, nó sẽ theo cái thân khi nào mà nó cái con người của mình gọi là cái mechanical, cái mechanical là cái body của mình mà còn nhúc nhích được thì cái thân chung ấm nó cũng còn bám được. Hoặc là lúc đó con ma là mạnh quá đó, ông bà mình già hay bị lắm, tức là vừa bắt đầu bệnh gần chết thì cái con ma kia nó mày già mày sắp chết rồi thôi mày đi đầu thai đi, tao mượn cái thân mày tao đi ăn uống về kê sinh dài ba tuần dài ba tháng, thì nó mượn cái xác của ông bà mình nó nhập vô người đó, không phải là người của bà ngoại mình, bà ngoại mình đã đi rồi. Còn ngược lại những người trẻ accident hay gì vô nhà thương á là họ sẽ bám vào cái xác vì họ không có muốn chết, tại họ đi là họ biết họ sẽ mãi mãi không bao giờ hung được vợ, hung được con, không được xài tiền nữa, sức mấy mà họ chịu đi khó lắm. Trừ khi những người có tu tập con họ thiên, tôi mà về mà tôi còn đi cái chân cờ lết hả, thôi tôi chơi để thà tôi đi đầu thai kiếm một cái thân mới mạnh khỏe hơn sướng hơn, thì mình khi mình tu tập á mình khôn hơn. Trong mình quyết định hay không á là do mỗi ngày mình hiểu biết được về cái này bao nhiêu thì mình quyết định. Còn những cái người mà đa số họ không có tu tập, không hiểu biết á, họ cứ bám tại họ không có hiểu là bên thế giới bên kia như thế nào. Còn giờ mình biết đường đi rõ ràng từ đây tới eo ơi là 101 152 QA5. Còn một người cứ nghĩ là nó rất là xa xôi khó đi, bây giờ mình nhắm mắt mình không cần bấm GPS mình cũng biết đường đi đúng không, nhưng có nhiều người đâu có dám đi, trời ơi chưa bao giờ ra khỏi nhà lái không biết từ đây đường thua ly có dám lái không nữa. Thì đa số là chúng sanh là không có biết lái, không có dám ra khỏi nhà. Thì khi mà họ ở cái độ đó đó, họ mới hiểu được là tại sao tôi không có chịu học cho nhiều vô về tâm linh, để lúc đó tôi quyết định cuộc đời của tôi là chỗ đó. Nên nhiều người đúng ra là thả thì mày chết bà cho rồi, sống trở lại heo kép gãy tay gãy chân rồi bị khô ma hay là cái bị accident nặng á, họ không có chịu buông. Mà khi nắm lại chỉ có tự mình khổ thôi, cái xác khổ, cái hồn khổ, người nhà cũng khổ. Tại khi mình không còn nguyên vẹn thân hình, chưa chắc chồng chị nó treat vì normal nice, giống như chị cầm 30.000 về Việt Nam chị mà xài hết tiền rồi, thân nhân anh em chị cũng không muốn nói chuyện chị nữa, chị cũng cảm thấy chị thôi về Mỹ cho rồi. Thì về Mỹ cũng giống như thôi, bây giờ cái xác này tôi biết tôi tàn phế, tôi sống cũng làm gánh nặng gia đình thôi, tôi đi. Nhiều lúc vậy còn anh hùng hơn á, họ còn khóc vậy, họ còn tặng bông lâu lâu ra mộ thăm viếng rồi. Thì quyết định hay không là ngay lúc này á, mình dùng chữ tu rồi nó hơi khó hiểu, mình dùng chữ học để biết. Bây giờ chị học bao nhiêu cuốn sách kỹ sư bác sĩ, học làm nurse 4-5 năm, bây giờ chị học cái này có từng lễ chị tới đây chị học với em có 2 tiếng 4 tuần thôi là chị rành hết, rất là nhanh gọn lẹ muốn nào. Tức là khi mà những lời em nói là em truyền tâm, cái âm thanh em nó có điển, em truyền cho người nào người đó nhớ lâu lắm, thì lúc đó chị sẽ nhớ để mà mang cái hành lý đi đi đường. Quan trọng á nó 4 tầng chắc chưa đủ, lên trển lại điền mẫu chắc cũng phải tốn bó nhang lên núi Thiên Long Sơn. Phật tử thời nay không có đủ phước như con họ Thiên nha. Phật tử thời nay á cũng giống như chiếc thuyền mà đựng nước dơ vậy, bỏ bao nhiêu thiên tâm vô, bỏ bao nhiêu cha trời mẹ đất vô nó loãng hết, họ không có hiểu. Còn những cái con họ Thiên á, cái tâm tốt, có trí tuệ, chưa từng đi chùa, chưa từng tu tập, nhưng mà hôm nay cha mẹ cho ra dấu hiệu này, biết được liền, hiểu được liền, là giống như một chiếc thuyền á, không bị lũng, không bị mọt, không bị bể, chiếc thuyền mới, vô nhiêu là chứa nhiều, đã luôn, đi cái mọc về,
Đó là có đại phước là chỗ đó. Bây giờ mình nói thực tế nè, bao nhiêu người lên núi thì nhờ bển có hai ba người bị dông, có ông hộ pháp ông đang nói chuyện với mấy anh dông kìa, có bao nhiêu người, bao nhiêu thầy, bao nhiêu ông mà có thể nói chuyện với anh dông, đuổi anh dông đi. Mỗi lần mà người nào bị nhập đó nhờ mấy ông làm gì, giỏi lắm mà đập cái bàn rồi đọc cái nó ông đọc cho có rồi năn nỉ thôi, về anh dông nó cũng vẫn vậy à. Còn đây không cần, nể mày không nể mày, tao rồi bám vô cái xác này không bám vô, tao đi tao ở lại thôi. Mấy đứa nhỏ mà bị trầm cảm, bị stress đó, đa số là có một số là nó bị vấn đề dông, nhưng mà một số nó bị về tâm lý. Tiếng đừng đập mặc dù hơi thở ngưng, nhưng cái linh hồn nó vẫn còn theo cái thần thức mình 6 tháng 12. Quý vị thì cái thời gian quý vị định có thay đổi, quý định làm chậm vì nó sanh cái hận rồi nó sanh giận đó, sanh ngờ nó bắt đầu quan trọng nhất là có nghĩa là bây giờ quý vị mà cái linh hồn rời khỏi xác, quý vị tưởng tới chỗ nào nó sẽ về tới chỗ đó, cái điều đó mà là con người đó. Hãy nhớ rằng cái linh hồn luôn nó bám theo thức, nó bám theo cái khác này từ 8 tới 12 tiếng, từ cái đụng tới bỏ cả ngàn người này, mình ngồi chuyện nhỏ mà cả ngàn người đang đang coi kìa. Có đứa nào đọc comment nữa đâu, ủa Ngân rồi đâu, mấy đứa đọc coi, coi cái nào hay hay đọc. Giáo thiền tâm á, khi hạ phàm nó là thiền bát nhã. Những người nào lúc còn mạnh khỏe thì mình có nhiều cơ hội hơn, còn vô trong bệnh viện lúc đó lúng túng lăn xăng mà ai còn nhớ kịp thì cũng là còn cứu kịp. Thì tất cả chư thiên, chư Bồ Tát, chư Phật đang gia hộ cái giáo thiền tâm này. Tại vì giáo thiền tâm này của Phật Di Lặc từ ở cõi trời Đâu Xuất Thiên đã hàng nghìn năm rồi. Ở trên trời cũng có đạo nữa nghe, tiên chúng đều phải theo đạo nào á, theo A-tu-la thì A-tu-la. Cho nên cái dấu này không phải là mới, nó chỉ mới chúng ta thôi, nhưng mà nó cũ ở trên trời rồi, đó là sự thật. Thì cái người này là được cứu, mà không phải là một người đâu, nhiều lắm á. Nó chỉ mới với mình thôi mấy năm, nhưng mà thật sự nó cũ rồi. Mà nhân loại biết được cái dấu này từ năm 1979 ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh, Bắc nước Việt. Thời đó Trung Cộng nó tấn công trong miền Bắc,
Thì lúc đó các chư Phật á, mới kêu tất cả các tướng tá mà mấy ông bự tù nhân Việt Nam mà trước 75 á, phải đi làm cái hình này nè, đeo vô để mà tránh được bom đạn thời đó. Nhưng mà thời đó nó không có lên mạng như bây giờ. Cho đến năm 2017 á, cha là Thượng Đế với Phật Mẫu ngồi ở đó, Phật Thích Ca và các hội đồng chư Phật ngồi trên đầu của sư phụ quỳ dưới đất, con thông báo chuyện tới rồi đó. Nó cũng giống như 3 năm tới, năm 2017, 2022 là men tới rồi, con phải đưa chiếc thuyền Bát Nhã ra để cứu độ chúng sanh. Là tự vì khi bao nhiêu chục nghìn năm cái trái đất đó, nó bị nạn một lần, ngoài cái tâm linh giữa xiển giáo và triệt giáo đấu đá nhau, chánh và tà đấu, nhưng mà cái về cái khoa học á, của cái không gian vũ trụ á, cái trái đất cũng đang bị nạn, cho nên nó có lúc biến đổi khí hậu, động đất, núi lửa, thiên tai, trong lòng đất tự nhiên lửa nó cháy, có những cái hồ tự nhiên khô cạn nước. Đó là vậy. Dấu này mới với chúng ta mà cũ ở trên trời. Đọc nữa con. Dạ. Không có giờ ngồi ra hoài đâu, chứ uống mở rồi phải đi á. Mà bỏ cả ngàn người hay tội nghiệp. Con cứ vô con đọc. Có người hỏi tôi là muốn vô đạo thiên tâm, nhưng mà mọi người đại diện cho cả gia đình đọc cái danh sách đó, thiên thiên hết. Đọc nhưng mà con mấy đứa nó cứng đầu, nó không có, nó nói nó chỉ làm cho hình thức. Rồi phải làm sao? Nghiệp, tội, phước báo đều do tự tâm, đều do khởi tâm ra. Mỗi người phải có cái duyên, mỗi người phải có khởi cái tâm ra. Cả gia đình là trai hết, cho nên tôi nghĩ rằng rất mỏi nhiều khó tâm do đó mà. Cái ăn chay là cái bề ngoài là tốt, nhưng mà ăn chay á không hẳn là tu, không hẳn là hiền. Chay chưa thành Phật, muốn thành Phật phải ăn chay. Nhưng mà giờ mấy thầy tu dở quá, chỉ dùng cái chiêu ăn chay đi hù thiên hạ thôi. Cho nên á, bây giờ đạo Thiên Tâm sẽ lan rộng khắp cả thế giới. Kêu hết mấy thằng Hồi giáo, kêu hết mấy thằng Mỹ đen, kêu hết mấy thằng Mỹ, kêu hết mấy ăn Mỹ trắng, một ngày ăn một đống steak, kêu mày ăn chay ăn rau, rồi mày theo đạo Thiên Tâm. Hai cái mà gặp chung lại một cái điều kiện, hỏi nó chịu không? Không bao giờ. Cho nên cha mẹ mới để cho 12 giới lực là tam tịnh nhục. Mày đừng có sát sanh là tao vui rồi, mày đừng có lấy súng bắn con bò là tao mừng rồi, mày đừng có lấy súng đi bắn con nai á là mày có phước rồi. Nhưng mà nó nói ok, miễn tao giấu Thiên Tâm, theo đạo Thiên Tâm, học kiểu Thiên Tâm, ngồi thiền kiểu mày tao khoái lắm, nhưng mà nếu mà đi chung vô mà bắt tao ăn chay tao không theo thì làm sao? Hiểu không? Cho nên chỉ có Việt Nam mình á, hiện bây giờ đạo đức rất là suy đồi, rất là tệ. Cái triệu ông thầy cứ dùng ăn chay ăn chay ăn chay, con đang ăn tâm tịnh nhục, nhưng mà cái lòng con là chay. Nhưng Đức Thầy cũng có khuyên, con cũng nên khuyên người ta ăn chay, vì con là một cuốn kinh sống của nhân loại, để cho mọi người sau này thấy con làm gì bắt dứt đúng y chang vậy thì về trời. Đó là trên nói vậy, chứ mình nó đâu phải là một cái nhóm nhỏ của mình. Ở trên chỉ cần hữu hiệu thực tế. Bao nhiêu Phật tử chạy am lên trên núi, cầm đó bó bông, đóng chai cây, mà thấy con sóc chạy ngang đường á, không chịu thắng lại cán nó luôn, để cho lên trên núi thì nghĩ nó có phước không? Còn thấy con sóc mình cán không, nói vậy nghe, là xe trước nó cán, mình cũng phải đọc chú giảng sanh cho nó đi rồi mình hãy cúng. Nhưng mà có nhiều Phật tử thời nay làm như cái máy gì đó, trong nhóm mình có nữa đó, con biết ai rồi đó. Cho nên mình đừng có như cái máy, mình phải tu từ một cái hành động, một cái khởi tâm của mình, một cái chuyện nhỏ chuyện lớn đều là tu hết.
chứ không phải tu theo một cái khóa tu cả ngàn người ngồi thiền giống như bữa 10 ngày rồi ra rồi bà nào mà ấy lùng khùng hết trơn, lùng bùng lỗ tai hết trơn, không biết được trí tuệ của thằng tăng trưởng không. Tu mục đích cuối cùng là cho trí tuệ tăng trưởng, cho con đầu cho con mình nó bắt đầu nó đầm lại và biết cái gì đúng cái gì sai mới gọi là tu, chứ không phải tu rồi cứ đi ngóng ngóng coi khóa nào nữa tôi chạy theo. Chúng con nó đâu có khác nào để coi cái hôm nay Lợi Quyên ca, ngày mai Văn Sơn biểu diễn ở đâu, nó cũng yên vậy thôi. Rồi cứ là bandit, cứ đi 30-40 năm ăn chay chạy từ chùa này sang chùa nọ, cuối cùng rồi trí tuệ không có tăng trưởng, vẫn là cà gà cà gục cà gù cà gật. Có thiên trang của mình á, thiên trang khó dạy lắm, tại vì bị chấp với bị lì á. Phải mà được một phần như kiểu ông Thiên Ánh nó đỡ lắm. Thiên Ánh không bao giờ dám lên tiếng cãi lại cho phụ, mà lì quá đó, phụ nạt một cái á thì giờ ra nói xấu cho phụ là này nọ, thì mai mốt có lên đây biết, nó không có về trời được kỳ này đâu. Giống như thư đang mắc kiến đó, nó là trong một trong ba loại mà thời xưa Phật Thích Ca bắt gặp ba đệ tử uống rượu say á. Một đứa thì say sơ sơ gặp Phật Thích Ca sợ quá, còn một đứa thì chạy không kịp thì ngồi xuống thế tôm con đâu có xỉn đó. Còn một đứa là nhỏ này còn đứng biểu diễn, con đâu có xỉn đâu, cũng giống như mấy thằng mà bị drunk driving gì đó. Mà cái loại đó đó là Phật Thích Ca nói khi nào 1000 vị Phật tái sanh xuống thế gian thì mới thành Phật. Một vị Phật thôi là đã là mấy nghìn năm rồi, 1000 vị là biết nhiêu năm mới thành Phật. Tại vì lì á, cái đánh lì khó độ lắm. Con người loại đó, loại mà loại thứ ba đó, cái loại mà còn biểu diễn lại. Tại con nói láo sư phụ. Còn hỏi gì nữa không con? Bởi vì khi một cái quốc gia mà nghèo, hay là một kiếp này mình có phước mình đầu thai thành người Việt Nam, có sư phụ nói tiếng Việt, có đạo Phật ở trong nước Việt, nếu mình bỏ cái thân Việt Nam này mình đầu thai thành người Mễ, mình có biết đạo Phật là gì không? Không, đúng không? Khó lắm. Thì nó cũng giống y như là cái câu đó hỏi. Thì theo nghĩ á, nó có muôn trùng nghề. Ở một cái xã hội mà nghèo quá thì mình phải tùy duyên. Thì cũng không biết nói mà để người ta bỏ nghề và đổi thì tội nghiệp quá. Để chờ cho phụ đem di mạch về đi thì không ai bị tội hết. Mình làm gì mà thế gian nó có lợi mà mình có tiền nữa thì lúc đó là cả hai đều win-win, cả hai đều thắng hết. Phụ nghĩ cái nghề Việt Nam bây giờ chăn nuôi Mỹ này nó có cái nhà máy, con gà hay là con bò nó có nhà máy, thì cái nhà máy đó đó là như con những đại gia mà đầu thai thành mấy con đó để xả lấy thịt trả nợ á, thì là ấy, còn do con người mình giết qua giết lại cái thần hồn của mấy con đó nó sẽ theo, nó báo oán, nó không báo oán đời này báo oán đời sau á. Hồ chỉ biết như vậy. Có nhiều người lì nói tôi không làm thì không có người ăn, kêu hơi đứng người ăn ông, họ nói dần lăn hoài vậy đó.
đứa nào đọc comment đi. Dạ. Con đứa à, Vân rồi đọc đây anh hỏi anh nói. Có người hỏi là người ta trồng rau nhưng mà có con sâu ăn rau á, thì bắt giết thì có tội nhưng mà không biết giờ giờ phải làm sao rồi. Người này phải học chú giảng sanh. Nếu mà ở cái thế mà như vậy á thì mình phải đọc chú giảng sanh. Thì theo kiểu như sư phụ của sư phụ là Hòa Thượng Tế Công á, à, tức là hoặc là những thầy thánh tăng của Tây Tạng. Ở bên nước Tây Tạng á, họ là núi tuyết, đá không, không có rau cỏ, không có màu xanh, cũng không có bánh mì những mùa đông. Thì họ có những con trâu và con giác. Thì mà mấy thầy tu trên đó không à, rồi làm sao? Thì mấy thầy á, mới đọc kinh cho con trâu, rồi mấy thầy cũng đập đầu con trâu chết, rồi ăn thịt con trâu, da trâu á, thì làm mền, rồi đại khái. Thì những thầy, nhưng mà họ cũng vẫn đắc chứng, họ vẫn thành thánh. Nhưng mà cái lời nói đây, hey, mít là ngư, ngư là cá không? Bữa nay ông cho chiên ông bữa, ổng đồng ý thì mình đâu có tội, ổng ngư là cá. Thì cũng kiểu dạng vậy à, cho tao mượn đi, tôi đói quá rồi. Thì đọc chú, nên đọc chú là nên khẩn. Nếu mình ở cái thế đó thì nó sẽ giảm 10, có thể giảm hết 9, còn 1 phải có sự đồng ý của nó. Nó cũng biết là cái thân này vô thường, nó cũng muốn thoát để mà nó thăng tiến. Nên là mấy câu mà ông bà mình dạy hồi xưa ở nhà quê mà hay cắt cổ gà mà đọc đọc á là thiệt á, hiệu lực á. Những cái gì mà gọi là dân gian, mà những cái câu dân gian mấy ông bà mình á là đều chính xác. Là vì sao? Tại mấy bao nhiêu nghìn năm nó tấm lại có mấy câu thôi à. Mấy câu của Việt Nam mình đó à, con không nghe lời, con không cá không ăn muối cá ương, con không nghe lời cha mẹ chăm đường con hư. Có nghĩa là mấy ông bà tổ tiên mình hàng nghìn năm được có mấy câu, thì nghĩ là biết bao nhiêu triệu cái đầu. Mà mấy câu đó là 1000000% chính xác. Con người mà muốn thành tài, muốn giúp tổ quốc là phải kính hiếu cha mẹ, phải biết tứ ân. Con gái mà muốn cho ấy là phải có tam tòng tứ đức. Con trai là phải chí tín lễ nghĩa, đúng không? Thì mấy cái đó là ông bà mình đã đặt ra sẵn cho mình rồi, mình không làm thời nay có bao nhiêu người chịu làm? Số không luôn á. Trời ơi, bển có nhiều trò chơi trong trường nó làm mắc cười lắm, nó làm mấy cái trò tầm bậy tầm bạ trên mạng á. Xã hội bây giờ nó ngổ đảo lộn luôn thường. Ông bà mình cả triệu cái đầu, cả triệu triệu người, hàng triệu triệu người tấm lại không đây mấy trăm câu ca dao gán học á. Đó còn hơn là kinh nữa. Cái gọi là hiến pháp bất thành văn đó. Nó truyền từ đời này qua đời khác. Nó không có mất. Còn hiến pháp thành văn á, như chế độ nó mất thì là tất cả những cái dân tự nó mất theo. Cho nên cái câu đồng giao, ca giao ông nói đó là truyền từ đời này qua đời khác. Thì đó, giống như người ta nói là thầy giáo cũng như là cha mẹ. Bây giờ là đúng, bây giờ mình nếu mình lớn lên mình đúng, hồi xưa cho bộ học lớp 3, lớp 4 ở Việt Nam có ông đầy kính, ông cầm một thước bảng này nè, ông quýnh bóp 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 mà không có đứa nào mà khóc, mà cũng không ghép ra tiếng nữa. Rồi ông nhéo vào lòng tay ông dở hỏng lên, tại lúc đó mình nhỏ tuổi mà ông cầm bóp 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 vậy đó. À, thời nay á nó quýnh lại ông thầy luôn. Việt Nam mình á là nếu mà tính ở tuổi sư phụ, hồi xưa sư phụ khoảng 9 tuổi mà hôm nay năm mấy tuổi là mới có 40 năm, một cái nước Việt là quá trời thay đổi. Cho nên có một lần mấy chư vị về họp nói trên thế gian này không có cái sự tàn khốc nào, đổ nát nào khó có thể gây dựng nhất bằng một cái xã hội cộng sản để lại. Đó là nguyên văn mấy vị nói. Cái đạo đức cũng không còn, tài nguyên cũng không còn, tiền cũng không còn, mắc nợ thế giới. Một người nào mà vô, có bản lĩnh mà vô mà để mà làm lại
thành một cái quốc gia mà mạnh lợi lắm. Nó còn khó hơn, giống như giờ ruộng lúa mà bỏ chất độc không, giờ còn muốn trồng ruộng lúa lại á. Nó gì nói mà tiên Phật nói đâu phải người phàm nói. Một cái quốc gia mà đã từ chế độ cộng sản mà để lại cho đời sau mà đã gây dựng lại á, nó cũng giống như một bãi chiến trường mà sát dụng vậy đó. Đúng đáng 100 đứa trong đó rồi. Ừ. Thì đó là có một lần họp mấy vị nói con ngọn khóc luôn. Ghê lắm á. Còn bây giờ ở Mỹ này mấy đài truyền thông còn đòi nó chia chỉ tiết 17 mấy thằng tàu lao. Bao nhiêu chưa đủ hả? À, một cái mảnh ruộng mà bỏ toàn chất độc vô và trồng cái gì cũng chết hết. Thì mà giờ còn đòi chia nữa, tại vì là 8 triệu năm là ăn không trôi rồi. Phải có sự thay đổi, phải đem 6 triệu chim hiền này về để mà giúp nước. Không có 6 triệu chim hiền này á, Biden đâu có giúp mình đâu. Chỉ là cho cục kẹo chơi chơi để cho mày khi mà đánh Trung Cộng mày đừng có giúp hơi cho nó. Mày đừng cho nó mượn đất của mày bắn ra tao là tao mừng rồi. Tức là đang dụ kiểu đó. Chứ bây giờ nếu Việt Nam mà nhập Trung Cộng mà đánh Mỹ nữa, Mỹ cũng mệt đó. Nó hay dụ một chút, nhưng mà dụ là một chuyện, chơi với mày không là một chuyện, bạn với mày không là một chuyện, cho mày mượn tiền không là một chuyện, cho mày kỹ nghệ vô hay không là một chuyện, cho trình độ tiến bộ vô Việt Nam mày không là chuyện khác nữa. Nó có nhiều cái level để mà trên cái mặt ngoại giao. Không có gì tàn khốc bằng một cái chế độ cộng sản để lại thì gán nhớ đó. Người nào phải có bản lĩnh cao cường đó, mới dám ôm cái đống nợ này. Một cái đầu dân của đứa con nít đẻ ra nợ ít nhất cũng 10 triệu đô rồi. Của thế giới tính ra nợ của Trung Cộng. Cho nên Việt Nam Airlines giờ cũng bị bán cho Trung Cộng rồi. Từ từ mấy cái nhà băng Việt Nam giờ nó mua vô từ từ nó làm chủ hết. Nhìn mắt bố cha trong đó, cha lo cả tam thiên đại thiên thế giới cả cái vũ trụ, đó là chuyện của đức thầy. Đức thầy lo chuyện của con lo, nhưng mà tất cả đều phải có cái cách hết. Thì cái cách duy nhất là hiến cái hãng này 1 tỷ đô vô cho nước Việt thì nó mới kéo hết cái nguồn di mạch vô lẹ. Về mặt tâm linh mình có một cái núi vàng nghe, nhưng mà chưa có ai mở được. Nhưng mà về mặt đời mấy vị nói á, cái tài nguyên mà thế giới không hiểu được đó là 6 triệu người có trí thức ở nước ngoài, mà khi mà họ mà nước Việt mình á, hiện bây giờ là do cộng sản nó phá hải ngoại mình, như là Bắc Cali thì giống như đậu hũ, Nam Cali thì giống như nồi cháo heo, Houston thì giống như tương. Thì là do cộng sản nó đặt ra những cái tập thể bên này để nó phá rối mình. Nhưng mà sau này rồi không có ai phá rối ai nữa. Cả du học sinh, cả Bắc Kỳ, cả Nam Kỳ, cả Trung Kỳ thành ra một, đồng lòng thì 6 triệu đó lên lẻ lắm. Thì khi mình có lòng tin rồi á, Mỹ nó chạy theo ào ào. Chỉ có đường đó. Nga Lon nó vô liền. Ở nước mình có 100 triệu người, có 100 cái chén ăn cơm thôi. Chứ nước Tàu nó 1 tỷ mấy lần á. Mà nó còn lên lẻ như vậy. Cho nên thấy nó đổ nát. Nhưng mà thật sự nếu mà đúng á, mấy ổng mà thượng thiên á, nó chở mình rất là lẹ. Nhưng mà mình phải xóa bỏ hận thù kìa. Mình không có thể nào đấu đá hay là phá rối lẫn nhau nữa. Nghĩa là mấy ông hỏi mình nói đây để mấy ông thương tình mình, mấy ông ra lệnh cho chi bộ ở đây mở cửa Thiên Long Sơn cho mình. Thật sự cũng tại mình đâu có tập tụ để nói xấu đâu, mình chỉ nói chơi chơi thôi mà. Mình chỉ nói ở tiễn Bác Hồ về trời thôi. Chứ mình đâu có nói xấu đâu. Mình nói Bác Hồ đứa địa ngục chứ mình không có nói Bác Hồ là Phật. Mình nói chơi chơi thôi, mình đâu nói thiệt. Mình trúng thiệt.
ca ngợi chiến sĩ miền Đông đó, có nói là để sang hải ngoại về nhà người công tăng lễ liễu cũng là ước ao. Hồi xưa Đức Thầy làm gì biết có người đi hải ngoại, nhưng mà ngày Phật ngày biết trước cho nên ngày tiên tri đó. Thì đó thì mấy cái sấm cờ Đức Thầy nói á, chim hiền về tổ á. Cái trường hợp Thầy nói rõ ràng lắm. Chừng nào sức mạnh có thừa, diệt trừ sẽ bảo cho vừa lòng dân. Cái gì? Chừng nào sức mạnh có thừa. Chừng nào sức mạnh có thừa. Diệt trừ kẻ bạo cho vừa lòng dân. Diệt trừ kẻ bạo cho vừa lòng dân. Nhưng mà khổ ăn cái là ở trên tre cũng có cho những gọi là tiên, mà gọi là tiên thực binh chánh nha, tiên nó có tà tiên nữa, tà thần nữa, gọi là chánh thần, cũng nằm ở trong cái hàng ngũ đảng cộng sản cao cấp có. Tại bên đây con coi cốt của mấy ổng hết, bác Trọng, bác Phúc, bác Chính, bác Dũng, bác nào con coi hết, con biết ông nào là ông nào hết. Nhiều khi con về con kêu tên ổng mà ổng nói mày kêu ai vậy mày, nó kêu ông á, ông trên trời ông tên đó. Ở đây là con biết ông nào là ông nào, con biết rõ. Chỉ còn mấy ổng không biết ông, mấy ổng là ai thôi. Nhưng mà bây giờ mình mới biết là hay á, cha thiệt là cao siêu, cha rất là nể. Cái cha cho những cái người phe mình như kiểu ông Trump vậy á, nhảy dù xuống bây giờ đấu với Biden gì đó, Việt Nam mình cũng có. Chứ mình nói không phải nói hết nha, cho nên đừng có tuyệt vọng. Có bài thơ về Trịnh Công Sơn nói á, hy vọng trong giờ phút cuối vậy đó. Giờ hy vọng trong cái gì tuyệt vọng đó, trong cái bài hát phút hy vọng trong giờ tuyệt vọng. Có một lần thấy con lo cho nước Việt quá, cái con than với sư phụ, tức là Đức Thầy. Sư phụ, cái Đức Thầy á, rất là thông minh và cao siêu, mà mình dùng nói là ổng cũng rất là tiểu lâm luôn, Đức Bình Vũ Sổ tiểu lâm lắm. Ổng nói con đừng lo, Thượng Đế lo còn nhiều hơn con nữa, không có tới phiên con lo đâu. Cái đó là nguyên câu của Đức Thầy nói cách đây 4-5 năm. Ổng nói cha của con lo còn nhiều hơn con nữa, lo không có tới phiên con lo. Vì là phẩm khác nhau nhau là đáng thử rồi. Thái tử á, phải có thánh chỉ, có chiếu chỉ và có ngọc ấn. Chứ xuống đây nha, nếu không đi du lịch chiến chơi về thôi. Cái trong bài thơ của Thứ Thủy Kiêu nó nói đó, là cái ngày Tôn Dương là cái ngày vừa rạng rỡ, đế ngày đứng giữa trời chứng kiến các vị tiên là khởi, các vị thú xuống, rồi người khởi mây xuống để mà Tôn Dương cái ngày đó. Nó long trọng lắm. Nó long trọng bằng ngày 16 tháng 3 năm 2017 không? Nó cũng y như vậy. Mấy biết bao nhiêu rồng, không phải chỉ có 4 ông rồng mà hộ mệnh này 3 vòng vòng nha, có cả đống luôn, rồi mấy ông Phượng Hoàng nữa. Lúc đó che mặc áo lông bào đỏ, mẹ và hội đồng chư Phật xuống để mà nói với tất cả các tầng cõi, trong cõi vô vi, tất cả các thánh, các thần đang lãnh nhiệm vụ mà cai quản mỗi thềm lục địa của quả địa cầu này, quay về hướng Thiên Long Sơn, cha ban cái dấu hiệu này xuống trần thiền bát nhã. Cái đó là ghê gớm nhất luôn á, không phải không biết là phải là cái này không, nhưng mà nó đã xảy ra rồi 3 năm rồi. Thì cái dấu hiệu này á, cái dấu hiệu này á mà không có làm một cái buổi lễ đó đó thì những vị thần của tất cả các nước họ cũng không có thừa nhận. Tại vì cha xuống là cha ban chiếu chỉ, và bao nhiêu thiên long bát bộ cũng xuống, mấy ông rồng cũng xuống, long phụng bay quá trời màu sắc ở bầu trời Thiên Long Sơn năm đó. Là biến là kinh hoàng của quả địa cầu này, là năm đó là cái dấu hiệu này ra đời. Người phàm mình thì có khoảng 70-80 người, còn tăng á, mấy ông cao tăng á là có khoảng 5 ông. Con còn video mà, nhưng mà trên trời thì là như vậy, ở dưới mình cũng phải có cái hình thức, ở trên trời cũng vậy.
Thì cái đó không biết là lễ hội gì mà mình chưa có hỏi ra hỏi cái đó. Thì cái dấu này mới ra đời. Bây giờ một người bình thường có tài cỡ nào, có 100 triệu tín đồ Lý Hồng Chí, có giỏi cỡ nào, sư cô vô thượng sư, thêm bao nhiêu triệu tín đồ, có dám ra cái đạo không? Nếu không có lệnh của hội đồng chư Phật. Chào sư cô. Không có lệnh của cha. Suy nghĩ đi. Một chuyện đơn giản thôi. Lâm trọng quá. À. Nên anh sau này á mấy cái cao đồ của Đức Thầy á, sẽ đập đầu vô đá nhiều lắm. Coi chửi con cho đã đi. Chưa nghe hả? Nhưng mà cờ lơ là thuộc về mùng 1 tháng 5 rồi. Mùng 1 tháng 5 rồi. Thì Bát Nhã đã rời bến rồi, hai đất thân đội rồi rồi. Thầy về rồi, thầy chỉ nói một câu một là mọi việc. Mấy đứa con đọc comment đi, có ai hỏi gì tội nghiệp người ta lâu lâu giao duyên với người ta. Mấy con lên đây ngồi nè, đọc comment có ai hỏi. Vi mạch làm nghề, dạy nghề, tất cả các đứa học sinh Việt Nam chỉ cần học xong đại học có chí thức, khi mà sau này vi mạch vô á thì người Mỹ sẽ dạy nghề cho mình, nó rất là khó. Nhưng mà mình chỉ cần có cái gọi là chiếc thuyền á, chiếc thuyền trống, nó trống thì người ta mới đổ những cái tinh túy vô, thì chỉ cần có học thức xong đại học đây là giỏi rồi. Đừng có để mà chợ kim biên chất độc, rồi cà phê bình ắc quy, rồi bia một đồng của Trung Cộng rồi, cái đó là xong á, cứu không nổi. Chỉ cần đại học thôi, là cũng giống như dùng này, siêu canh vali này. Thời xưa người Việt mình qua đây ở cái thế hệ lớn tuổi làm SMD đâu biết gì đâu, mà giờ cũng có tay nghề hết, nghề dạy nghề mà.